Gucci là một đế chế thời trang hàng đầu thế giới, nhưng câu chuyện đằng sau những lớp vải hào nhoáng lộng lẫy là cả một lịch sử đau đớn mà chính người trong gia tộc cũng không muốn nhắc lại, cũng vì những mâu thuẫn, đấu đá kịch tính liên miên mà gia tộc Gucci đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bộ phim, vở kịch, điển hình là bộ phim House of Gucci, được quy tụ những ngôi sao nổi tiếng thế giới, trong đó có Lady Gaga. Ông Guccio Gucci là người sáng lập ra thương hiệu, nhưng ông lại nhắm mắt làm ngơ, thậm chí tạo điều kiện để các con của mình có thêm động lực tranh giành đấu đá nhau không từ thủ đoạn nào. Sự thù địch không chỉ truyền sang đời con mà cả đời cháu của ông. Guccio Gucci sinh trưởng trong gia đình có truyền thống làm đồ da. Ông có cơ hội tiếp xúc với chất liệu thời trang cao cấp từ thuở nhỏ. Tuy nhiên, ông đã không lựa chọn kế nghiệp của cha mình. Thay vào đó, ông lại có niềm đam mê du lịch khắp nơi, từ Anh sang Pháp và kiếm sống bằng các công việc khác nhau như phục vụ bàn, rửa bát hay phục vụ khách sạn. Guccio từng phục vụ tại khách sạn nổi tiếng Savoy ở London, nên ông có cơ hội được chiêm ngưỡng những phong cách thời trang thanh lịch của giới thượng lưu và người nổi tiếng ở đây. Guccio dần nhận ra những khách thuê phòng giàu có thường đam mê những chiếc túi da xa xỉ. Túi da không chỉ đơn thuần là phụ kiện mà còn thể hiện địa vị xã hội với họ. Từ đó, ông hình thành thói quen ghi chép lại những kiểu dáng vali được làm thủ công vào quyển sổ tay của mình. Sau đó, Guccio quyết định trở lại quê nhà, lập gia đình và làm việc trong công ty sản xuất đồ da. Guccio nhanh chóng thành thạo tay nghề và tự đứng ra mở một cửa hàng riêng cho mình tại khu mua sắm sang trọng ở Florence vào năm 1921. Ban đầu, ông nhập bán túi xách và vali bằng da của các nhà cung cấp ở Đức và Anh. Về sau, ông tự thiết kế sản phẩm của riêng mình và có công xưởng hơn 60 thợ lành nghề để sản xuất chất liệu da cao cấp. Thiết kế của Guccio được lấy cảm hứng từ những đường đua ngựa. Khách hàng của thương hiệu phần lớn là giới thượng lưu, du lịch qua các thành phố vào mùa hè. Năm 1932, thương hiệu Gucci ra mắt đôi giày lười đầu tiên cùng các loại giày buộc hành lý. Mẫu giày làm bằng chất liệu da cao cấp cùng thiết kế đơn giản cũng trở thành biểu tượng của Gucci. Tuy nhiên, phải đến năm 1947 khi dòng túi Bamboo Handle ra mắt mới gây ra tiếng vang cho thương hiệu của Ý này. Một trong những lý do khiến Guccio quyết định sử dụng quay tre vì sự khan hiếm về chất liệu da sau chiến tranh trong thời điểm đó. Thiết kế quay xách làm bằng tre uốn cong lạ mắt này được lấy cảm hứng từ hình dáng yên ngựa đã vô tình trở thành xu hướng và được yêu thích rộng rãi. Bamboo Handle là một trong những thành công lớn tạo nên thương hiệu Gucci. Nếu Guccio là người kiến tạo và vạch ra tầm nhìn cho thương hiệu, thì những người con liều lĩnh của ông mới chính là nhân tố khuếch trương biểu tượng của thời trang xa xỉ vượt ra ngoài ranh giới nước Ý. Truyền thông thường nhắc đến ba người con của Guccio, nhưng thực chất là ông có đến 5 người con ruột, bao gồm người con gái Grimanda và 4 người con trai là Enzo, Aldo, Vasco và Rodolfo. Tuy nhiên, cậu con trai Enzo không may mất vào năm 9 tuổi, nên ông chỉ còn lại 3 người con trai và 1 cô con gái. Ngoài ra, ông còn có thêm một người con trai riêng của vợ, tên là Ugo Cavelli Gucci. Người làm nên chuyện nhất trong số những người con này, đó là Aldo Gucci. Tuy không có trình độ học vấn cao, song Aldo lại sở hữu bản năng nhạy bén và tham vọng kinh doanh vô cùng lớn. Năm 14 tuổi, ông đã bắt đầu phụ giúp công việc gia đình và trở thành nhân viên bán hàng đầu tiên của Gucci. Năm 1938, ở tuổi 20, Aldo cũng là người đưa Gucci khai phá thành Rome bất chấp sự cấm cản của Guccio. Ông cho ra đời dòng trang sức cao cấp, phát triển logo với hai chữ G tinh tế và đưa những đôi giày lười Gucci đến nước Mỹ. Aldo còn là cầu nối đưa nhà mốt thâm nhập sâu vào giới thượng lưu để đến tay những quý tộc và minh tinh thời bấy giờ. Rodolfo là con út trong gia đình, mặc dù bước vào công cuộc kinh doanh hơi muộn, nhưng là một nhà sáng tạo tài năng. Một trong những sản phẩm nổi bật nhất của ông là chiếc khăn Flora dành cho thân vương phi của Monaco Grace Kelly. Vasco thì ngược lại với hai người anh em, Vasco lười biếng, kiêu ngạo, không đóng góp được một sáng kiến nào cho thương hiệu. Thế nhưng, di sản của cha vẫn được kế thừa lại cho ông. Chỉ có một người con không được nhận khối tài sản khổng lồ của cha, đó là cô con gái duy nhất, Grimanda. Khi gây dựng cơ nghiệp, Guccio rất bận rộn.
và không dành nhiều thời gian cho gia đình, tính cách ít nói của ông cũng khiến mối quan hệ của các thành viên lạnh nhạt. Tuy vậy, là dân kinh doanh, ông học được nhiều bài học xương máu. Một trong số đó là phải trở thành kẻ sống sót trên thương trường, bởi kẻ sống sót là người chiến thắng, theo lời của ông Guccio. Guccio thường để lũ trẻ giám sát nhau, vạch trần đối phương bằng cách kể tội. Chúng lớn lên và hình thành một thói quen phải chà đạp lên anh chị em mình để giành chiến thắng. Bên cạnh cách giáo dục con độc hại, Guccio lại có tính trọng nam khinh nữ, và Grimanda lại là nạn nhân của tư tưởng này. Người con gái Grimanda đã cống hiến rất nhiều cho việc kinh doanh của gia đình. Grimanda và chồng thậm chí còn đầu tư toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp sự nghiệp của cha trụ vững trong thời kỳ khó khăn nhất. Đáp lại, Guccio tuyên bố rằng Grimanda phải tự mình đánh bại tất cả các anh em trai và giành tài sản với họ. Ngày ông ra đi, Guccio để lại di chúc cho ba người con trai ruột là Aldo, Vasco và Rodolfo. Enzo Gucci mất từ bé, còn người con riêng Ugo Cavelli Gucci trở thành quân nhân nên bị loại khỏi gia tộc. Chỉ còn bốn người con thì ba đứa con trai đều được nhận phần lớn khối tài sản. Còn cô con gái Grimanda được cho là chỉ nhận được vài mẫu đất nhỏ. Tức tối trước quyết định bất công của cha, bà cùng chồng đấu tranh giành quyền thừa kế nhưng bị đè bẹp bởi anh em trai mình. Cuộc nội chiến của gia tộc Gucci được mở ra và nối tiếp bởi những màn sâu xé đầy kịch tính. Theo ghi chép trong cuốn sách The House of Gucci, những năm 1950, Aldo đã nói dối về việc gia đình mình có xuất thân cao quý, mục đích là để có được chiếc phù hiệu áo giáp, một biểu tượng của giới quý tộc Ý có từ thế kỷ 18, nhờ đó làm tên tuổi Gucci thêm rạng danh. Grimanda vạch trần trò lừa đảo và không ngần ngại nói với công chúng về xuất thân khiêm tốn của gia đình. Kế hoạch đánh bóng hình ảnh thương hiệu không thành công lần một. Aldo tiếp tục dối trá thừa nhận Gucci là nhà cung cấp dây nịt cho hoàng gia. Sự việc một lần nữa bị Grimanda lật tẩy. Nhà Gucci một lần nữa trở thành trò cười cho công chúng. Sau này, những thông tin về Grimanda không còn được ghi chép lại nhiều, chỉ biết rằng các thế hệ sau thường nhắc về bà với nhiều tiếc nuối. Trong cuốn sách Name of Gucci, Grimanda còn từng cho rằng mình đã sinh ra nhầm giới tính. Sau khi người anh trai Vasco Gucci qua đời vào năm 1974, Rodolfo và Aldo đã chia công việc kinh doanh cho nhau theo tỷ lệ 50-50. Aldo và Rodolfo, hai trụ cột chính của nhà Gucci thời bấy giờ, có nhiều điểm khác biệt nhưng họ học được cách hòa hợp, nhượng bộ để đưa nhà Gucci tiến thân vào giới thượng lưu. Mãi cho đến khi những đứa con của họ xuất hiện và nhúng tay vào cơ nghiệp thì bi kịch của gia tộc mới thực sự bắt đầu. Trong đó điển hình là Paolo, con trai của Aldo, và Mauricio, con trai của Rodolfo. Paolo rất tài năng nhưng lại là một gã gây rối thực sự. Làm việc cho Gucci một thời gian, Paolo ấp ủ tham vọng thành lập một nhãn hiệu thiết kế hoàn toàn mới trong công ty, mở cửa hàng riêng và nhắm mục tiêu đến nhóm người trẻ hơn. Người cha Aldo và người chú Rodolfo từ chối và chỉ giao cho Paolo một chức vụ nhỏ. Gã đàn ông nổi loạn này có vẻ không hài lòng chút nào, nên vào năm 1980, Paolo bí mật tung ra nhãn hiệu thiết kế của riêng mình mà không nói cho Aldo hay Rodolfo biết. Khi phát hiện ra, cả hai sa thải Paolo và kiện tụng để không cho ông dùng danh hiệu Gucci trong các hoạt động kinh doanh về sau. Có vẻ như Paolo đã được thừa hưởng phong cách làm việc bằng mọi giá, trở thành kẻ sống sót trên thương trường của cha Aldo, chú Rodolfo và ông nội Guccio. Ông ghim mối thù trong lòng và đã cấu kết với người em họ Mauricio để nộp tài liệu lên tòa án Hoa Kỳ chứng minh Aldo đã lừa chính phủ 7 triệu đô la tiền thuế. Aldo Gucci ngồi tù một năm ở tuổi 81, nhưng đó không phải là sự sỉ nhục duy nhất mà đứa con trai nghịch tử gây ra. Khi người em Rodolfo qua đời vào năm 1983, 50% cổ phần của ông được chuyển cho người thừa kế duy nhất, đó là người con trai Mauricio. Mauricio và ông anh họ Paolo đã thông đồng và cùng nhau đi đến một thỏa thuận để nắm quyền kiểm soát và đã hắt cẳng Aldo, người cha, người bác ruột của họ ra khỏi công ty hoàn toàn. Khi kế hoạch đảo chính thành công, Paolo lại lật mặt tố cáo Mauricio với các nhà chức trách Ý vì gian lận thuế thừa kế.
buộc Mauricio phải trốn sang Thụy Sĩ. May mắn không phải ngồi tù, Mauricio đi đến biện pháp duy nhất, đó là thu mua tài sản từ người thân của mình để giành quyền kiểm soát công ty. Năm 1989, Mauricio Gucci hợp tác với Investcorp, một công ty quản lý tài sản và ngân hàng đầu tư có trụ sở tại Bahrain, và đã mua 50% cổ phần của Gucci từ gia tộc. Người bác Aldo là người cuối cùng chấp nhận bán. Mauricio Gucci và người vợ Patricia Gucci được xem là bộ đôi quyền lực nổi tiếng đầu tiên của Ý, khẳng định sự hào nhoáng gắn liền với cái tên Gucci. Ban đầu cả hai đến với nhau vì tình yêu, nhưng sau một thời gian chung sống, cả hai đã xảy ra nhiều mâu thuẫn. Vì được chiều chuộng từ nhỏ nên Mauricio chỉ biết tiêu tiền, không chăm lo cho thương hiệu thời trang của gia đình. Trong khi đó, Patricia với sự tham vọng, mưu mô và khôn khéo của bản thân, bà đã rất nỗ lực giúp đỡ chồng trong việc dẫn dắt thương hiệu. Patricia tham vọng trong khi Mauricio nhút nhát. Người vợ có ảnh hưởng to lớn đến chồng trong mọi thứ, bao gồm công việc kinh doanh gần như là thao túng. Nhưng xung đột hôn nhân bắt đầu vào năm 1983. Mauricio nhận cổ phần lớn sau khi người cha qua đời và dần không nghe theo lời vợ. Vào năm 1985, Mauricio tuyên bố chấm dứt cuộc hôn nhân với Patricia và sống cùng bạn gái mới, Paola Franchi. Theo phán quyết của tòa án, mỗi năm Mauricio phải chu cấp số tiền 500.000 USD cho vợ cũ. Tuy nhiên, số tiền đó không thể đáp ứng đủ yêu cầu của bà Patricia. Với lối sống xa hoa của Mauricio đã khiến Gucci bị thua lỗ 33 triệu đô la trong năm 1991. Công ty thua lỗ nên Mauricio quyết định bán đi 50% cổ phần của thương hiệu cho công ty đầu tư ở Bahrain. Việc làm này khiến bà Patricia phẫn nộ vì bà luôn tin rằng chồng cũ sẽ giao quyền điều hành cho hai người con gái. Trong lúc nóng giận, bà lớn tiếng cho rằng chỉ muốn giết chết Mauricio. Năm 1992, Patricia trải qua cuộc phẫu thuật loại bỏ khối u ở não nhưng để lại khá nhiều di chứng khiến bà dễ xúc động, dẫn đến trầm cảm và phải phụ thuộc vào những đơn thuốc. Tháng 3 năm 1995, Mauricio bị bắn nhiều phát bên ngoài văn phòng ở Milan. Người đứng sau chuyện này chính là Patricia. Bà đã thuê sát thủ ám sát ông Mauricio với số tiền thưởng 262.000 đô la. Đến năm 1997, Patricia mới bị bắt sau khi cảnh sát nhận được lời tố ẩn danh. Vào ngày chồng cũ bị giết, Patricia đã viết vào nhật ký từ Paradiso, tiếng Hy Lạp có nghĩa là thiên đường. Vào tháng 11 năm 1998, Patricia nhận án phạt 29 năm tù giam cho tội chủ mưu giết người, nhưng sau đó được giảm xuống còn 26 năm. Năm 2013, bà Patricia được trả tự do sớm nhờ cải tạo tốt. Hiện tại, bà đảm nhận vai trò làm cố vấn cho một thương hiệu trang sức và sống ở thành phố Milan. Khi Patricia ngồi tù, gia đình Gucci cũng mất quyền kiểm soát vào tay các tập đoàn lớn. Sau nhiều biến cố, phong cách thời trang của thương hiệu Ý cũng thay đổi theo thời gian. Ngày nay, không còn bất cứ thành viên nào của gia tộc Gucci làm việc tại thương hiệu đình đám này. Bộ phim Gia tộc Gucci đã giải mã nguyên nhân dẫn đến bi kịch sụp đổ của một đế chế thời trang hùng mạnh bậc nhất nước Ý. Tuy nhiên, cũng có một vài chi tiết hư cấu để gây thêm kịch tính nhằm thu hút khán giả. Vì vậy, bộ phim này đã bị sự chỉ trích từ chính gia tộc Gucci. Đối với giới thời trang, Gucci nổi tiếng bởi tính lịch sử với tôn chỉ là truyền thống gia đình, song nó cũng chính là con dao hai lưỡi dẫn đến sự xuống cấp và loạt bê bối cho một gia tộc danh giá, mà bản chất của việc sụp đổ của gia tộc này chính là sự tranh giành quyền lực, lòng tham vật chất và sự ích kỷ của mỗi cá nhân trong gia tộc. Cảm ơn các bạn đã đón xem video của Vivu Channel. Đừng quên bấm nút đăng ký để ủng hộ Vivu Channel.